Bây giờ sẽ là những thông tin về thời tiết. Khu vực Nam Bộ trong những ngày tới, thời tiết có gì đáng lưu ý không chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Thông tin đáng chú ý là từ tối qua, ở Kiên Giang có mưa dông và gió lớn, nên sáng nay, cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang quyết định tạm ngừng hoạt động các phương tiện tàu và cao tốc đi từ Rạch Giá, Hà Tiên, ra Phú Quốc, Nam Du và ngược lại. Dự báo trong chiều và đêm nay, thời tiết xấu vẫn xảy ra, mưa dông vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở khắp các vùng biển Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận, cảnh báo đi kèm cả lốc xoáy nguy hiểm. Riêng đối với vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau sẽ có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Còn trên đất liền, sáng nay nhiều tỉnh thành như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước đều có mưa nhỏ. Dự báo đến chiều nay, vùng mưa này sẽ mở rộng ra nhiều nơi hơn, hầu như khắp các tỉnh thành nào ở Nam Bộ cũng sẽ có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to. Đây cũng là khu vực có nguy cơ cao đi kèm với lốc sét, gió giật mạnh gây nguy hiểm. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo chiều đến tối nay cũng sẽ có mưa, đa phần sẽ là những cơn mưa rào ngắt quãng, trời dịu mát cả ngày, nhiệt độ không quá 29 độ, về chiều tối nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 25 độ. Cùng với Cần Thơ thì các tỉnh thành khác của Nam Bộ cũng có thời tiết mát mẻ trong chiều nay. Nhiệt độ các thành phố ở miền Tây Nam Bộ sang đến các tỉnh ở khu vực miền Đông sẽ dao động từ 28 cho tới 31 độ. Thành phố biển Phú Quốc dự báo khoảng tạnh ráo, nắng nhẹ sẽ duy trì trong 3 tiếng tới, nhiệt độ cao nhất ngày không quá 29 độ. Sau đó trời sẽ chuyển mưa, có lúc có mưa rào nặng hạt kèm theo dông gió mạnh.